Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sài TV. Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin mới được cập nhật trong ngày hôm nay. Sự kiện tướng Phan Văn Giang thân mời tướng Lê Mã Lương và tướng Trương Giang Long làm cố vấn cấp cao, tham mưu cho quân đội Việt Nam đang gây bão mạng xã hội. Đây là trường hợp ngoại lệ không có xảy ra trong nhiều thập kỷ qua ở Việt Nam. Có thể tướng Phan Văn Giang tinh kê theo sách vở từ ngàn xưa, khi những vị quan chức bất mãn với vua chúa thì xin cởi áo mũ về quê, sau đó được vua mời lên thay triệu hồi làm thay đổi cả triều đình. Trường hợp này cũng tương tự như vậy. Tướng Phan Văn Giang biết rõ tài năng của tướng Lê Mã Lương và Trương Giang Long nên đã đích thân đến tận nhà để mời làm việc. Điều trò trêu sau đó đã xảy ra, đó là phía Trung Quốc đã kịch liệt phản đối vấn đề này. Thậm chí phía Trung Quốc còn triệu hồi cả đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc Hùng Ba để trao đổi công hàm phản đối. Người Việt Nam có câu, đèn nhà ai nhà đó rạng. Trung Quốc là bất chấp bước qua vạch vôi của nhà hàng xóm để can thiệp vào chuyện gia đình của nhà người ta. Điều này thấy nó quá buồn cười, nếu còn muốn nói là quá nhục nhã cho người Trung Quốc. Ai cũng hiểu rằng bước tiếp theo là Trung Quốc đe dọa, và đe dọa không được thì sẽ tấn công Việt Nam. Tuy nhiên trước đó, Quân ủy Trung ương Việt Nam đã có biểu quyết chung cho vấn đề giữ vững chủ quyền, không cho bất cứ nước nào được can thiệp vào chuyện nội bộ của người Việt Nam, nhất là người Trung Quốc. Ngay sau đó, Tập Cận Bình đã dùng chiêu hối lộ tướng Phan Văn Giang 1,5 triệu đô la và hứa đó chỉ mới là tiền dạo nhạc ban đầu. Tướng Phan Văn Giang có hàng ngàn, hàng tỷ đồng nếu làm theo ý của Tập Cận Bình. Thế nhưng chiêu trò này càng khiến Trung Quốc lộ tẩy và xa vào vùng lầy khi tướng Phan Văn Giang công khai tuyên bố dù Tập Cận Bình bán cả đất nước Trung Quốc lấy tiền hối lộ thì ông vẫn chọn Việt Nam. Người đời có câu giận quá mất khôn. Kể ra cũng đúng, Tập Cận Bình đã dần giữ ra lệnh cho tướng sĩ phải làm tất cả những gì ngăn cản không cho Việt Nam lại gần các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Các phương tiện truyền thông cũng đưa ra các chiêu trò mời tung hỏa mù để loạn sóng. Người thiên hạ thấy rõ nhất là hậu quả của việc tức tối với tuổi tác khiến Tập Cận Bình khí huyết không thâm, dẫn đến đột quỵ phải nhập viện, trong khi đó bệnh tật đang gặm nhấm cơ thể già nua của ông ta thì nhiều nỗi đau về chuyện gia đình ập đến. Người ta nói rằng khi bạn bệnh tật thì mới biết ai là người thương yêu mình nhất. Bà Bành Lê Viện thì không trở lại Trung Quốc với ông là lẽ đương nhiên. Bà lấy chồng Việt Nam đang hưởng thụ những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời bên tướng Bùi Cao Khánh. Còn bà Hoa Xuân Oánh từng ngày sau khi ngày sẩy thai bị ông Tập Cận Bình dùng bỏ đã không thèm nhìn ngó gì đến ông ta. Chỉ có hai cô con gái duy nhất của ông Tập Cận Bình từ bên Mỹ trở về. Nhưng nghe nói hai người con này mục đích chỉ về muốn chia chác tài sản của Tập, chứ chẳng phải thương gì ông ta. Côi cúc. Vì vậy mà Tập Cận Bình uất hận càng thêm uất hận. Vào ngày hôm qua, nhiều tin tức từ tình báo Việt Nam bảo vệ tướng Lê Mã Lương và tướng Trương Giang Long đang hợp lực về dưới trướng của ông Phan Văn Giang. Ba viên tướng này cộng với tướng Bùi Cao Khánh nữa, thế là bộ tứ nguy hiểm nhất của người Trung Quốc cần loại bỏ. Nhưng loại bỏ bằng cách nào thì ông ta lại chưa nghĩ ra. Tập Cận Bình cay cú việc không có tướng Lý Tắc Thành ở đây, ông ta vẫn bị nhà nước Việt Nam giam giữ. Chứ nếu ở đây thì có lẽ ván bài này sẽ được ông ấy lật ngựa. Thưa quý vị, sau khi Thượng tướng Phan Văn Giang đích thân đến gặp Thiếu tướng Trương Giang Long và Thiếu tướng Lê Mã Lương, mời ông làm cố vấn cấp cao trong Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, mới đầu cả hai ông còn e ngại vì trước đây đều đã bị từ trụ ra lệnh cho nghỉ việc sớm do có thái độ không khoan nhượng và quá cứng rắn với Trung Quốc. Cả hai ông đã tự nhủ với bản thân sẽ không tham gia vào công việc quốc gia đại sứ nữa, mà về quê sống cảnh ăn nhậu với con cháu, bỏ mặc thế sự cho những người bảo thủ trong tứ trụ, muốn làm gì thì làm. Trong mấy năm nay, cả hai ông còn không nghe đài đọc báo, vì mỗi ngày khi nghe thấy tàu đâm chìm tàu cá của ngư dân hay tàu nước ngoài cướp cá đánh trọng thương ngư dân ngoài Biển Đông là khiến hai ông này khó kiềm chế nổi. Trong lòng chỉ muốn tống quân tiền ra ngay Biển Đông để quyết sống mái với kẻ thù truyền kiếp. Nhưng khi gặp được tướng Phan Văn Giang và nói chuyện, bây giờ đã khiến tinh thần dân tộc của hai ông tự nhiên trỗi dậy từ bao giờ không biết. Cả ba người cùng chỉ hướng lên xe công vụ của Bộ Quốc phòng đi thẳng đến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Việt Nam để bàn thế sự. Tại đây, tướng Phan Văn Giang đã đề nghị với nhà khách làm cơm tiếp đãi hai tướng tài.
giảm nghĩ giảm làm, giảm xông pha, từ bỏ quyền lực cung cấp đặc biệt. Đặc lợi của bản thân gia đình và dòng tộc, cũng như phe cảnh khi dám nói đích danh Trung Quốc xâm lược, nêu rõ quan điểm và cách sai trái cũng như yếu kém của nước ta trước Trung Quốc. Các quan điểm của cả hai như truyền thông báo chí đã từng công bố trước đây, trong khi ngay cả tứ trụ còn không dám nói thì nói chi tới các tường tà khác quyền dưới. Và trong vài ngày nữa, tướng Phan Văn Giang có thêm hai ông tướng quyền thân vì nước trực tiếp làm cố vấn quân sự cấp cao, thì những tên quan lại tha hóa biến chất tự bán mình cho quỷ dữ sẽ bị lôi ra ánh sáng. Chúng sẽ bị trừng trị thích đáng trước pháp luật để làm gương cho những kẻ khác. Chỉ có cách thanh lọc bộ máy trong sạch thì đất nước mới có thể vững mạnh, các đối sách sẽ được nhanh chóng đưa ra trong thời gian sớm nhất. Khi đó, niềm tin của các cán bộ chiến sĩ và nhân dân vào quân đội nhân dân Việt Nam sẽ ngày càng được tăng cường và củng cố, cho những khuyết điểm trước đây đã mắc phải khiến nhân dân nghi ngờ và mất lòng tin. Đây là điều tối kỵ trong binh pháp, vì con sâu làm dầu nồi canh. Nếu để mất lòng tin của nhân dân, coi như đất nước không sớm thì muộn cũng rơi vào tay giặc nội xâm, còn nguy hiểm hơn cả giặc ngoại xâm. Trung Quốc đang từng ngày từng giờ ngăm nghe ngoài Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm hôm nay, đài truyền hình Trung Quốc phát sóng trực tiếp phỏng vấn đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam, Hùng Ba, trong buổi phát sóng dài 8 phút rưỡi. Ông Hùng Ba đã ngang nhiên nói rằng có một Việt Nam tra tấn, đánh đập và ép cung những người di dân Trung Quốc xâm phạm qua biên giới Việt Nam bị bắt giữ. Thế nhưng, ngay trong ngày hôm qua, phía Việt Nam đã phát sóng trên truyền hình cũng băng video tàu của Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam, không những xâm phạm chủ quyền tàu di dân của Trung Quốc mà còn bắn súng AK kèm ném lựu đạn vào tàu cảnh sát biển của Việt Nam. Hành động này thật ra mới đáng phải lên án. Tuy nhiên, người Trung Quốc không được xem những video này vì đã bị chặn hết mạng Internet. Vì vậy, họ tin những gì viên đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam nói là thật. Và đương nhiên họ muốn Trung Quốc đưa quân đội đánh chiếm và dạy cho Việt Nam một bài học. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng sớm ngày hôm qua, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã bắt giữ được một tàu chở Trung Quốc tại khu vực biển Vịnh Bắc Bộ của Việt Nam. Cụ thể, theo thông tin từ chính quyền tỉnh Quảng Ninh, thuyền trưởng và toàn bộ hành khách trên tàu đã bị bắt vì cáo buộc tổ chức và phát động vi phạm xâm phạm lãnh hải của Việt Nam. Hơn thế nữa còn tấn công vào tàu Việt Nam, vi phạm bạo hành, hành vi cố ý giết người theo luật pháp Việt Nam. Vụ bắt giữ trên diễn ra trong bối cảnh chính phủ Việt Nam đã ra lệnh tăng cường an ninh biên giới, thắt chặt tra soát, không tạm ngưng cung cấp dịch vụ quá trình quá cảnh đối với các cửa khẩu tại biên giới phía Bắc của Việt Nam, kết hợp với việc đóng tất cả các cửa khẩu, không đón nhận bất kỳ tàu thuyền nào của Trung Quốc tới nơi đây, đặc biệt là không cho bất kỳ dù một công dân nào của Trung Quốc được đặt chân lên đất nước Việt Nam của chúng ta. Vì lý do bệnh viêm phổi cấp phát tán và đảm bảo nền an ninh trong nước. Trước đó, Hải quân Việt Nam phát hiện một con tàu có mã lực khoảng 24 sức đã vượt qua phao số 0 xâm phạm vào lãnh hải Việt Nam. Ngay lập tức, tàu cảnh sát biển Việt Nam đã truy đuổi con tàu này, mục đích xua đuổi chúng không cho xâm nhập vào lãnh hải. Nhưng con tàu kể trên đã bất chấp lời cảnh báo, tăng tốc tiến sâu vào lãnh hải của Việt Nam, buộc các chiến sĩ ta phải nổ súng chỉ thiên cảnh báo. Con tàu này hình như vô cảm với những gì đang diễn ra. Xung quanh nó không thay đổi hướng đi chuyển, mà còn cố tình tăng tốc. Khi tàu cảnh sát biển của ta đuổi kịp gần, thì hàng loạt đạn AK từ con tàu này bắn thẳng vào các chiến sĩ của ta. Không những vậy, chúng còn dùng lựu đạn ném về phía tàu của Việt Nam. Nhưng rất may mắn, cự ly của hai tàu nằm ngoài vòng phát nổ của nhiều trái lựu đạn. Tàu cảnh sát biển của ta không dám bắn. Trả vì thấy tên con tàu lạ, có quá đông dân Trung Quốc, sự phát hiện con tàu này chở người Trung Quốc được các chiến sĩ lúc đó nhìn thấy những hàng chữ tiếng tạo trên mạng, con số hiệu tạo, làm mang theo không thể phân biệt tàu nước nào, nhưng nhìn chất rõ nó có dấu hiệu QHK2534. Thấy tình hình quá căng thẳng, tàu cảnh sát biển Việt Nam phải gọi cho các tàu khác chi viện. Cuộc truy đuổi kéo dài thêm 45 phút. Sau khi hai tàu cảnh sát biển khác của chúng ta đã có mặt để đảm bảo cho sự cố, con tàu là phía Việt Nam đã bắn liên tiếp 3 quả đạn pháo chặn. Đường tiến của con tàu 2534 lúc đó có còn tạo ra. Con tàu này mới chỉ giảm tốc độ và chịu bị bắt. Thưa quý vị và các bạn, trong việc đăng tải chi tiết, tin tức tổ chức xâm nhập, theo những dòng người di tản do lũ đập Tam Hiệp
Con tàu mang số hiệu QHK2534 có trọng tải 26 tấn chở theo 1.315 người Trung Quốc, 100 thủy thủ đoàn cùng với thuyền trưởng bị bắt giữ khi đang cố tình xâm nhập trái phép vào vùng biển cấm của Việt Nam tại vịnh Bắc Bộ theo nguồn tin trên. Vụ bắt giữ cách đảo Cô Tô Việt Nam khoảng 50 km về hướng Đông Bắc. Được biết rằng hai thuyền trưởng có khoảng 100 thủy thủ đoàn đã bị bắt và có những hành vi vi phạm chống người thi hành công vụ, cố ý giết người. Đây là một vụ tổ chức vượt biên trái phép với số lượng rất lớn, nên Cảnh sát biển Việt Nam đã tin chỉ đạo của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao để đưa ra cách xử lý cho vấn đề này. Nghi ngờ vụ việc trên, lần này là đường dây diễn biến phức tạp liên quan đến 20 tên gián điệp Trung Quốc đang bị Việt Nam bắt giữ và xét xử ở tại khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn của chúng ta. Đây là trường hợp thứ hai lực lượng bảo vệ biên phòng Việt Nam phát hiện ra âm mưu di dân vượt biên trái phép vào Việt Nam. Trước đó, bộ đội biên phòng Lạng Sơn cũng đã phá hủy được một âm mưu gián điệp của Trung Quốc vào sâu trong nội địa Việt Nam bằng đường tiểu ngạch. Hiện đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam là Doãn Hải Hồng đã xác nhận về việc tàu vượt biên của Trung Quốc đã bị lực lượng bảo vệ rừng biển Việt Nam bắt giữ, và đồng thời đại sứ quán Trung Quốc cũng đã gửi công hàm đến chính phủ Việt Nam yêu cầu phải đảm bảo an toàn và chỗ ở trong nhóm thủy thủ này, không đánh đập ép cung. Tuy nhiên, cũng giống như lần trước, phía Việt Nam vẫn giữ thể trọng cho tình hữu nghị hai nước. Việt Trung, theo BBC News, chiều qua đã đăng tải thông tin có thể trong vòng tối nay, Bắc Kinh sẽ có ý kiến về vấn đề này, sau khi các cuộc họp bàn thảo như thường lệ diễn ra vào chiều tối nay tại Bắc Kinh. Những căng thẳng xoay quanh vấn đề Trung Quốc yêu cầu Việt Nam mở cửa biên giới trên đất liền cũng như mở cửa đón tàu bè Trung Quốc ở Biển Đông. Những căng thẳng trong những ngày này. Gần trước những vụ việc Trung Quốc bị lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam bắt giữ, hiện có hơn 1.000 công dân Trung Quốc vẫn đang bị giữ chân để thẩm vấn. Theo nhiều nguồn tin chúng tôi được cập nhật vào đêm qua, yêu sách đòi khách sạn hoặc chỗ ở tốt của dân Trung Quốc đã bị Bộ Công an và Chính phủ Việt Nam bắt bỏ. Chính phủ Việt Nam đã đồng ý với ý kiến của đại đa số quan chức lãnh đạo cũng như dư luận cộng đồng mạng về vụ việc này. Chính phủ Việt Nam sẽ áp dụng lệnh giam riêng mỗi người để có thẩm định lời lấy, khai của từng người xem có trùng khớp hay không. Việc những cư dân Trung Quốc yêu cầu ở khách sạn là quá đáng. Phía Việt Nam không thể đáp ứng yêu cầu, ở đó là một trong những yêu cầu quá lố bịch khi đất nước chúng ta đã đối xử rất nhân từ với bọn chúng ở chế độ ưu đãi dành cho người nước ngoài. Theo thông báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Việt Nam, đa số Bộ Quốc phòng Việt Nam xác nhận tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây đang có những diễn biến phức tạp, căng thẳng mức ổn định khi Trung Quốc liên tục có những hành vi vi phạm pháp luật, đặt ra nhiều thách thức cho Bộ Quốc phòng và an ninh chủ quyền với Việt Nam. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ nói không nhân nhượng, nhưng phải cố gắng và có đối sách sao cho phù hợp. Trung Quốc không bao giờ từ bỏ tham vọng độc chiếm Biển Đông của Việt Nam cũng như độc chiếm của các khu vực. Những vụ việc như vụ bãi tư chính tàu khảo sát hay địa chất 8 xâm phạm chủ quyền Việt Nam, Bộ Quốc phòng Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã quán triệt chủ trương kiên quyết, kiên trì bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Được luật biển công nhận năm 1982, giữ vững 17 đảo, 30 điểm nóng quân sự ở Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Trung Quốc đã từng giúp đỡ Việt Nam, điều đó Việt Nam ghi nhận, nhưng Trung Quốc cũng phải cảm ơn Việt Nam vì có cuộc chiến tranh Việt Nam mà Trung Quốc mới có thể đạt được những thứ Trung Quốc cần. Sự giúp đỡ của Trung Quốc dành cho Việt Nam chưa bao giờ là sự giúp đỡ đơn thuần mà kèm theo đó luôn là những âm mưu vô cùng thâm độc. Như lời của Thành Nhân đã nói, mưu sự tài nhân thành sự tài thiên, Biển Đông không phải là thứ mà Trung Quốc cứ muốn là được. Dù âm mưu của Trung Quốc có thâm độc xảo quyệt đến đâu, nhân dân Việt Nam cũng không bao giờ chùn bước vì thắng lợi luôn thuộc về chính nghĩa và nhân dân Việt Nam luôn có chính nghĩa trong tay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe tin tức. Bản tin ngày hôm nay chúng tôi xin được phép tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.